Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc thề ra đòn nếu Tổng thống Donald Trump ký luật nhân quyền tại Hồng Kông. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất căng thẳng đó là tại Hồng Kông với thời gian suốt nhiều tháng qua đã xảy ra những cuộc đụng độ giữa sinh viên và giữa người dân Hồng Kông với cảnh sát vì những người dân ở đây, họ đã đứng lên đấu tranh chống lại dự luật dẫn độ và sau đó dự luật này đã được rút lại hoàn toàn và không thể được thông qua. Và điều thứ hai, người dân Hồng Kông hiện nay vẫn tiếp tục đấu tranh, đó là họ mong muốn rằng Hồng Kông phải là một quốc gia, một đất nước, một nơi, một địa một thành phố được tự trị, quyền tự trị như trước đây ở phía Trung Quốc đã hứa khi anh trao trả về trở lại. Nhưng điều này dường như ngày càng khó khăn vì Trung Quốc đại lục dường như tìm mọi cách để có thể ngăn cản cái sự tự do này ở Hồng Kông vì họ sợ nó sẽ lan tỏa đến những vùng khác tại Trung Quốc. Và Bắc Kinh đã rất giận dữ và đe dọa trả đũa Mỹ khi thượng viện nước này vừa thông qua dự luật nhân quyền Hồng Kông với số phiếu gần như tuyệt đối. Đây là kết quả bầu cử rất cao và chưa từng có từ trước đến nay. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy, hình ảnh của người phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc cảnh sản đã rất tức tối và Ông nói rằng Trung Quốc thề sẽ trả đũa nếu ông Trump ký dự luật nhân quyền Hồng Kông. Trung Quốc triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và cảnh báo sẽ trả đũa nếu tổng thống Donald Trump ký duyệt dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông sau khi dự luật này được thượng viện Hoa Kỳ thông qua. Trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết thứ trưởng ngoại giao Ma Xiaosu đã triệu tập William Klein, cố vấn bộ trưởng đại sứ Hoa Kỳ và nói Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phản đối mạnh mẽ và Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Tuyên bố như vừa viết trên đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra. Đây là lần thứ hai Trung Quốc triệu tập một nhà ngoại giao Mỹ kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ Hồng Kông bắt đầu cách đây 5 tháng. Và như vậy với những diễn biến trong thời gian qua, chúng ta đã thấy rằng người Hồng Kông đã cương quyết để họ bảo vệ cái sự tự do và dân chủ của mình và thượng viện Mỹ đã liên tục có những động thái gây sức ép mạnh mẽ lên Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông khi họ thấy ở phía Bắc nhà cầm quyền Bắc Kinh tìm mọi cách để can thiệp vào cuộc sống của người dân nơi đây. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio, người đề xuất dự luật và Jim Risch, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện là những người trong bức ảnh này đã khởi xướng một quy trình để tăng tốc độ thông qua dự luật tại Thượng viện trong thời gian vừa qua. Hôm 19 tháng 11, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật bảo vệ quyền con người ở Hồng Kông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mạnh tay đàn áp phong trào biểu tình, ủng hộ dân chủ đang diễn ra nhiều tháng qua tại thành phố này. Sau cuộc bỏ phiếu bằng miệng, dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông sẽ được gửi đến Hạ viện, nơi đã thông qua phiên bản của họ và dự thuật này. Thượng viện sau đó thông qua dự luật thứ hai cấm xuất khẩu một số vũ khí giải tán đám đông cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã sử dụng trong thời gian vừa qua. Những loại vũ khí bị cấm gồm hơi cay, bình xịt hơi cay, đạn cao su và súng súng chích điện. Đây là những cái điều mà Thượng viện tiếp tục làm trong thời gian vừa qua và chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình dân chủ và tự do tại Hồng Kông cũng như uh, khiến cho Bắc Kinh rất giận dữ và tức tối. Và cơ quan chính phủ Mỹ cho đến thời điểm này vẫn chưa đưa ra phản ứng uh, công khai nào khi Thượng viện Mỹ thông qua luật về Hồng Kông. Đây là hình ảnh thông tin về Thượng viện Mỹ thông qua luật ủng hộ Hồng Kông tự trị được loan tải trên các trang truyền thông quốc tế trong thời gian vừa qua. Liệu ông Trump có ký luật không? Nhà trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về quyết định này của Thượng viện và hiện vẫn chưa biết liệu ông Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký luật hay phủ quyết dự luật nhân quyền về Hồng Kông. Một quan chức giấu tên nói nếu dự luật này đến bàn của tổng thống Trump thì có thể sẽ có một cuộc tranh luận gay gắt giữa các trợ lý của ông Trump lo lắng nó có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc và cũng có những tin rằng đã đến lúc phải đứng lên chống lại Trung Quốc về nhân quyền và quan điểm của nước này về Hồng Kông. Đối với những quan điểm cứng rắn họ đưa ra là như vậy. Và các nghị sĩ thượng viện đã mạnh mẽ ủng hộ phong trào đòi quyền dân chủ tự do và tự trị của người dân Hồng Kông trước mối nguy can thiệp ngày càng sâu từ nhà cầm quyền tại Bắc Kinh. Và đây là hình ảnh của những sinh viên Hồng Kông trong thời ngày hôm qua đã bị cảnh sát uh, tiến vào khu trường đại học Bách khoa và bắt giữ uh, khi họ tìm cách phản đối nhà cầm quyền nước này, uh, khu vực này đang tìm mọi cách gần gũi với Bắc Kinh hơn. Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio nói: Những người dân Hồng Kông nhìn thấy trước được những gì sẽ diễn ra, họ nhận thấy một quyết tâm không ngừng nghỉ nhằm xói mòn quyền tự trị và quyền tự do của họ và cáo buộc Bắc Kinh về bạo lực và đàn áp. Theo phiên bản của thượng viện về dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông, ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Michael Pompeo ít nhất mỗi năm một lần sẽ phải xem xét xem Hồng Kông có đủ quyền tự chủ để điều kiện đủ điều kiện để tiếp tục nhận một số đối đãi đặc biệt từ Hoa Kỳ và củng cố vị trí vị trí là một trung tâm tài chính của thế giới nữa hay không. Và tất nhiên nếu mà phía Mỹ uh, và không thấy uh, có những cái động thái mà ủng hộ dân chủ và nhân quyền tại đây thì sẽ có rất nhiều uh, những cái chính sách sẽ bị Mỹ áp đặt đối với Hồng Kông và lúc đó thì trung tâm tài chính của châu Á tại Hồng Kông sẽ nguy hiểm và đây cũng là cái nơi mà Trung Quốc đã có thể giao thương rất nhiều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông cho phép các cơ quan hành pháp Mỹ từ chối nhập cảnh và đóng băng tài sản của bất cứ cá nhân tổ chức vi phạm nào liên quan đến quyền tự do và căn bản của Hồng Kông. Và điều này rất nguy hiểm vì ngay cả ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và những cái đồng sự của cộng sự của ông cũng có thể sẽ bị đạo luật này áp đặt và không thể được đặt chân đến Mỹ và những tài sản của những người hoặc những tổ chức như vậy cũng sẽ bị Mỹ tịch thu và đóng băng. Đây là hình ảnh thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio dự luật cũng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt đối với các uh, cơ quan tổ chức liên đới đến các vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông. Dự luật này nếu được tổng thống Mỹ thông qua và ký kết sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt như từ chối nhập cảnh vào Mỹ và sẽ đóng băng tài sản của Mỹ đối với những người vi phạm các quyền tự do căn bản của thành phố. Người biểu tình Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình trên đường phố trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng và lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường phản ứng để ngăn chặn tình trạng bất tuân dân sự này và vừa qua chúng ta cũng đã thấy chứng kiến rất rõ ràng đó là hình ảnh những người lính Trung Quốc đã bắt đầu được đưa ra ngoài phố để dọn dẹp nhưng đây là một động thái dường như để răn đe những người dân Hồng Kông rằng Trung Quốc sẵn sàng không phải chỉ cầm chổi và cầm xô để nhặt gạch và nhặt rác mà họ có thể sẽ cầm súng để áp đặt cái quyền và cái của Đảng Cộng sản tại Hồng Kông và dự luật về Hồng Kông cũng nhằm đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình trước việc Trung Quốc bị cáo buộc đã vi phạm nhân quyền một cách hết sức trầm trọng. Và đây là hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình trong một phiên họp của Trung Quốc. Gửi một thông điệp đến Tập Cảnh Bình. Lãnh đạo dân chủ, dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer nói sau khi thông qua dự luật như sau. Chúng tôi đã gửi một thông điệp tới Chủ tịch Tập Cảnh Bình. Sự đàn áp tự do của ông dù ở Hồng Kông, Tây Bắc Trung Quốc hay bất cứ nơi nào, sẽ không được để yên. Ông không thể là một nhà lãnh đạo vĩ đại và ông không thể là một quốc gia vĩ đại khi ông chống lại tự do, khi ông quá tàn bạo với người Hồng Kông, ngay cả với những người già trẻ con tham gia cuộc biểu tình này. Và theo truyền thông quốc tế, Trung Quốc đã bắt nhốt vào trại tập trung từ 800.000 đến 2 triệu người dân uh, thuộc dân tộc thiểu số và một số người thuộc các tín ngưỡng khác nhau mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không ưa và đây là hình ảnh của gần 1.000 người đang mặc áo tù ngồi ngay ngắn bên trong hàng rào lưới vây quanh đây là ảnh của uh, tweet của trại tập trung trên Tân Cương và để gần lại các bạn thấy rất rõ uh, những người dân bình thường và họ bắt buộc phải uh, bị áp đặt xung quanh là những người lính uh, Trung Quốc đứng canh giữ uh, và cái ngôi trại trại này rất lớn Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc là nơi sinh sống của nhiều người Ngô Duy Nhĩ theo đạo hồi nhiều người trong số họ đã bị giam giữ trong những trại mà Trung Quốc gọi là trại giáo dục, nhưng Hoa Kỳ gọi đó là những trại tập trung. Thì nói đến trại tập trung thì chúng ta lại có thể liên tưởng đến những cái trại của phát xít Đức ngày trước ở Đức đây thì đã có giam giữ những người dân như thế này và sau đó họ tìm mọi cách dần dần để thủ tiêu những người này bằng cách thiêu xác, đốt xác và tìm chết đói, điều đấy rất dã man. Quốc hội Mỹ đã từng tổ chức buổi điều trần về vấn đề nhân quyền Trung Quốc, trong đó chỉ ra từ tháng 4 năm 2017 đến nay, trại giáo dục cải tạo tại Tân Cương đã giam giữ ít nhất từ 800.000 đến 2 triệu người uh, Duy, Duy Ngô Nhĩ. Nhà nghiên cứu người Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet thông qua phỏng vấn họ hàng thân thuộc của những người trốn thoát khỏi Trung Quốc để thu thập những lời kể của những người đang bị giam giữ tại các công xưởng. Kết luận được đưa ra là những người đang bị giam giữ bị ép buộc làm không công hoặc với đồng lương ít ỏi chỉ với 95 đô la mỗi tháng tại các công xưởng này. Và điều đó thực sự là một sự bóc lột đối với những người dân tộc thiểu số của Trung Quốc và nó vi phạm nhân quyền trầm trọng vì họ không những mất tự do mà họ còn mất luôn cả công sức lao động phải cống hiến cho những nơi mà họ không muốn. Sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông, nhà công quyền Bắc Kinh đã rất tức tối và thề sẽ trả đũa Mỹ. Và đây là thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tháng này rằng Trung Quốc đã tỏ rõ quan điểm với Hoa Kỳ về dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông và yêu cầu Mỹ không thông qua dự luật và rằng dự luật sẽ không chỉ gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc và quan hệ Trung Mỹ mà cả lợi ích riêng của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ không để tránh khỏi những biện pháp mạnh mẽ đáp trả một cách chắc chắn để kiên quyết bảo vệ các quyền lợi, chủ quyền, an ninh và phát triển. Đây là phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra. Và ngoài ra dự luật về Hồng Kông còn phải đợi Hạ viện và Tổng thống Mỹ ký thì mới có thể thông qua và bắt đầu đưa vào hiệu lực. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra nhiều nghi vấn về cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các quyền tự do Hồng Kông khi vào tháng 8 năm nay, ông đã gọi các cuộc bầu tình là bạo loạn và nói là đó là vấn đề của Trung Quốc và sẽ tự giải quyết. Tuy nhiên, kể từ đó, ông Tổng thống Trump cũng kêu gọi Trung Quốc xử lý vấn đề này một cách nhân đạo, đồng thời cảnh báo rằng nếu có bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra ở Hồng Kông, thì các cuộc đàm phán thương mại sẽ chấm dứt. Ông đe dọa như vậy. Và đương nhiên trong thời gian này Trung Quốc và Mỹ đang nỗ lực để đàm phán thương mại, nhưng dường như những kết quả chưa được cụ thể và khi vấn đề Hồng Kông chưa được giải quyết một cách triệt đề, thì rõ ràng thì Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đàm phán đó. Và việc chính phủ Mỹ và các nước dân chủ tự do trên thế giới ngày càng mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ một Hồng Kông tự trị và đầy đủ các quyền cơ bản của con người đã chứng minh một thực tế tại Trung Quốc và vài nước theo chủ nghĩa thể chế, chủ nghĩa cộng sản độc tài mà trong đó có cả Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình phân rã, thuận theo tự nhiên và cũng là mong muốn của hàng triệu người dân. Cũng như Liên Xô và các nước Đông Âu, người dân tại Hồng Kông, Trung Quốc và Việt Nam sẽ liên tục kiên trì đấu tranh thì cuối cùng họ sẽ giành được nền dân chủ tự do cho đất nước của mình và cho tương lai con cháu mai sau rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019 các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất và các bạn nhớ ấn nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de Trung Khoa từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức